Theo Bộ Công Thương, Việt Nam có khoảng 72% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm xanh, cho thấy nhận thức và sự quan tâm ngày càng tăng của người dân đối với vấn đề bảo vệ môi trường. Đây là cơ hội quý báu để doanh nghiệp tiếp cận với những dữ liệu quan trọng, giúp cải tiến sản phẩm, đáp ứng đúng nhu cầu tiêu dùng bền vững và từ đó nâng cao uy tín thương hiệu. Theo khảo sát của Bộ Công Thương cho thấy, có khoảng 72% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi trả tăng thêm từ 5% đến 10% để có thể sử dụng sản phẩm xanh ở những mức độ khác nhau. So với sản phẩm thông thường, đặc biệt có khoảng 20% người tiêu dùng chấp nhận chi trả tăng thêm trên 10%. Tuy nhiên, 78% người tiêu dùng còn ái ngại chưa thực sự dùng sản phẩm xanh có giá cao do thiếu thông tin, chưa có chính sách khuyến khích tiêu dùng xanh. Một bộ phận người tiêu dùng ở khu vực nông thôn còn hạn chế nhận thức, hiểu biết về vấn đề bảo vệ môi trường khi tiêu dùng xanh. Ngoài ra, sản phẩm xanh còn hạn chế chưa phổ biến, chất lượng hàng hóa không đúng như cam kết của nhà sản xuất cũng là trở ngại làm giảm lòng tin đối với sản phẩm xanh. Để doanh nghiệp định hướng cải tiến sản phẩm phù hợp với thị hiếu mới của thị trường, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng bền vững, có trách nhiệm xã hội và môi trường.